Vâng, chào các bác, chào các bác đến với video ngày 27 tháng 3. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho Xuất Bằng Nhật lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Thì giờ thì rất là nhiều người đã quan tâm đến sức khỏe, đến máy lọc nước ion kiềm các bác nhé. Thì hôm nay em lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Một con Sanwa RPK2, con này đẹp xuất sắc các bác. Không điểm trừ các bác nhé. Sanwa RPK2, đây em quay kỹ chi tiết cho các bác. Đây này, em đã dán hướng dẫn tiếng Việt cho các bác, mới dán hướng dẫn tiếng Việt thì bên trong này cũng nhiều hôm em cũng không chia sẻ. Dòng chim Sanwa RPK2 này thì nó có xín điều chỉnh bên trong cho nước thải các bác nhé. Nước thải và nước dùng chính này, chúng ta dùng cái tô vít hai cạnh, chúng ta xoáy có thể cho ít tăng nhỏ to. Và điều chỉnh tiếng và reset quả lọc sau khi mỗi lần thay quả lọc các bác nhé. Đấy là em lưu ý ở bên trong này, nhiều hôm em cũng vô ý em không quay đến cái trường hợp đó. Dòng Sanwa RPK2 này nó lọc 14.000 lít 5 tấm điện cực cho chúng ta giải nước từ 2.5 đến 10.5. 2.5 đến 10.5 vào phụ thuộc vào điều chỉnh thẳng trên màn hình. Giờ em bán những cái dòng Chevy và những dòng Chimion này thì nó sẽ nhìn trên màn hình luôn, thì chúng ta điều khiển thì rất là dễ các bác nhé. Em cũng hạn chế bán chim leo và chim hyper. Chim leo, chim hyper thì các bác sử dụng quen các bác sẽ dễ. Còn đâu nếu mà người mới sử dụng thì dòng này nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Và lõi lọc của nó thì cũng thay thế cũng rất là rẻ. Thì hôm nay em sẽ đi vào test nước cho các bác đây. Mới đầu tiên là em sẽ lấy nước 2.5 đến 3 chấm. Nó phụ thuộc vào tốc độ kiềm và tốc độ dòng chảy đấy các bác nhé. Nguồn nước của mỗi gia đình nữa. Nhiều khu vực nguồn nước chỉ số pH của nó chỉ được ở khoảng tầm 6 chấm đến 6.5 nên nó cũng không thể nào đạt theo đúng theo chỉ số của máy đề ra được. Thấp nhất chỉ số của chúng ta phải được kiềm khoảng tầm 7 chấm. Đấy là trung tính ạ. Thì nước 2.5 này thì cho chúng ta sử dụng để sát khuẩn. Cái này thì cũng rất là ít khi dùng. Mỗi lần test đây các bác nhìn, em có cái đồng hồ này. Em có theo dõi được dòng của nó, dòng điện phân ăn 0.8 có nghĩa nhân với 100 là con này nó rơi vào 80W ở mức 0.5. Mức thứ hai là mức 5.5 đến 6 chấm là nước hoa hồng, nước làm đẹp, nước rửa mặt, tẩy trang, làm sạch mồ hôi cho chị em phụ nữ và để dùng đánh phấn các bác nhé. Nó sẽ có màu nước từ 5.5 đến 6 chấm, nó sẽ nhẹ hơn. Mức nước thứ ba là nước 7.0, nước trung tính. Cái dòng Chimion này thì nó rất là phù hợp với người Việt về tài chính các bác ạ. Với tài chính chúng ta nó rất là phù hợp với mọi tầng lớp. Đấy, rất là dễ. Từ 6.500.000 đồng chúng ta đến 15-20 triệu chúng ta cũng đều sử dụng được những chiếc máy lọc nước ion kiềm chất lượng rồi ạ. Kiềm mức 18.5, nhiều bác thì bảo tại sao uống nước 9.5 nó hơi ngang. Thế ở đây nó mới có nước uống dành cho người mới bắt đầu để thích nghi với nước kiềm. Khi cái đèn này nó báo điện phân dòng kiềm nhẹ thì chúng ta sẽ lấy được nước các bác nhé. 9.0 là nước uống cho tuần thứ hai, tuần nấu cơm, nước tuần thứ hai và dùng để nấu cơm. Đây là em lấy tốc độ nhanh để test cho các bác thôi, chứ còn bình thường thì chúng ta cứ đang ở chế độ nào chúng ta xoáy ở chế độ đó thì nước nó cũng sẽ trực chờ, nó rất là tiện rồi. 10.5 là nước ngâm rau củ quả hầm luộc. Với những rau củ quả mà có thuốc trừ sâu ở bên ngoài chợ chúng ta mang về, chúng ta qua ngâm qua nước kiềm này thì nó cực kỳ tốt các bác nhé. Nó sẽ loại bỏ được những cái thuốc trừ sâu của chúng ta trong trong hoa quả.
Đây em sẽ test cái nồng độ giải 10.5 để phân tử nước siêu nhỏ có thể đánh bật được tất cả các cái. Đây các bác này, hydro thì siêu rầu rồi. Đây em sẽ thử pH trước các bác nhé. Em sẽ thử pH trước cho các bác. Đây là lọ thử pH dòng 2.5. Đây các bác nhìn cũng là màu nước trắng như nhau, nhưng chúng ta lấy được theo cái chỉ số IC nhà máy quy chuẩn ra. Người Nhật đã đi trước chúng ta rất là nhiều năm và họ đã phát minh ra máy lọc nước ion kiềm. Quên em chưa lấy 10.5 cho các bác. Các bác nếu mà các bác muốn làm một phương án ví dụ lấy kiềm mạnh thì chúng ta có thể nước thải đây các bác nhé, nước thải của axit là kiềm mạnh. Nên khi chúng ta nếu mà lấy nước thải thì chúng ta lấy nước axit thì nước thải chúng ta sẽ tận dụng được ngâm rau củ quả hầm luộc được các bác nhé. Đây còn đây em sẽ test độ phân hủy siêu nhỏ của máy lọc nước kiềm Nhật Bản. Đây các bác, đây các bác nhìn em khuấy cái này nó sẽ không phân hủy được các bác nhé. Còn với nước kiềm các bác nhìn. Đấy, một chiếc máy lọc nước ion kiềm nó có thể làm được cho chúng ta rất là nhiều các cái chỉ số ra nước kiềm khác nhau. Cơ thể chúng ta 80% đều do dư thừa axit trào ngược dạ dày, nên đâm ra máy nước lọc nước ion kiềm là một giải pháp rất hữu ích để cho chúng ta tăng cường độ pH trong người lên để triệt tiêu được axit trong dạ dày các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Bác nào muốn sở hữu em Sanwa RW2 này thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Nhà em có địa chỉ tại Khoái Châu, Hưng Yên, bán hàng ship toàn quốc các bác nhé. Thì nhà em bán rất là nhiều các sản phẩm khác nữa, lọc không khí, hút ẩm, bù ẩm, lồi cơm, máy giặt, điều hòa, bếp ga, bếp từ. Đây là những đơn hàng các bác nhìn, nhà em làm những cái đơn hàng dần cho khách hàng. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Bác nào có thể đến được trực tiếp shop nhà em thì quá tuyệt vời đấy ạ. Còn đâu các bác sẽ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng và thanh toán giúp em các bác nhé.